trải nghiệm Mr. Sphere, sự tiện lợi và hiệu quả trong từng chi tiết. Với thiết kế tinh tế, công nghệ tiên tiến và hiệu suất ăn vượt trội, bếp điện từ Sphere sẽ giúp các bạn nấu ăn nhanh chóng và an toàn hơn. Hãy cùng Homebase tìm hiểu nhé! Bếp từ đôi Sphere SPM928E Plus được sản xuất từ các linh kiện chọn lọc theo quy chuẩn của châu Âu và được lắp ráp tại Malaysia. Bếp có mặt kính Ceramic M Millennium thế hệ mới chịu lực chịu nhiệt, được mài vách phố cảnh chắc chắn với bom viền nhôm aluminium cao cấp. Với kích thước bếp 730x430x55mm, kích thước vách đá 690x390mm, Sphere SPM928E Plus phù hợp để lắp đặt ở mọi không gian bếp. Bếp được thiết kế lớp âm hoặc dương với hai vùng nấu cảm ứng từ, có tổng công suất lên đến 4.400W, chia đều cho hai vùng. Sphere SPM928E Plus có hệ thống điều khiển Slider Control, cảm ứng điện cực, nhanh và chính xác với 9 mức công suất nấu cùng công nghệ thông minh Dual Core Inverter, giúp tiết kiệm điện năng. Ngoài ra, bếp cũng có sự hội tụ thiết kế tiện dụng, tính năng thông minh và chỉ số an toàn khi sử dụng nhiều tính năng hữu ích. Chức năng nấu ăn nhanh Rooster giúp bếp để công suất lên mức tối đa cho riêng từng vùng nấu. Chức năng hẹn giờ được điều chỉnh qua hai phím cộng trừ, người dùng có thể linh hoạt trong việc canh thời gian nấu cho món ăn. Chức năng tạm dừng giúp tạm thời ngưng gia nhiệt, đưa nhiệt độ của bếp về mức thấp nhất. Khi muốn bếp hoạt động trở lại, người dùng chỉ cần ấn phím lại. Chức năng khóa trẻ em an toàn thông minh dùng để giúp việc vệ sinh bếp không chạm phím hay tránh trường hợp trẻ nghịch ngợm bấm lung tung làm thay đổi chương trình nấu ăn gây nguy hiểm. Người dùng chỉ cần ấn và giữ 3 giây là chức năng sẽ hoạt động. Ngoài ra, bếp còn sử dụng các chức năng an toàn như chức năng tự động tắt bếp khi nhấc nồi khỏi vùng nấu, chức năng cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu bảo vệ an toàn cho người dùng, chức năng chống tràn tại bếp từ Sphere SPM928E Plus. Khi nước tràn vào bếp, bếp sẽ tự động giảm nhiệt. Bếp từ đôi Sphere SPM928E Plus với bảo hành 2 năm tận nhà, hãy ghé ngay Homebase và truy cập vào website để thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận được giá ưu đãi cùng nhiều chương trình khuyến mãi khác. Các dòng sản phẩm luôn có sẵn tại Homebase. Với đội ngũ tư vấn và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, chúng tôi không chỉ bán hàng mà còn mong muốn đồng hành, giúp trải nghiệm sản phẩm của quý anh chị một cách tốt nhất. Nên trung tâm Homebase Care chuyên bảo trì và sửa chữa ra đời giúp anh chị yên tâm trong suốt quá trình sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Homebase. Hy vọng thông qua video này sẽ giúp cho các bạn có thêm thông tin để lựa chọn sản phẩm phù hợp với gian bếp của mình. Sản phẩm luôn có sẵn tại Homebase, các bạn có thể đến để trải nghiệm hoặc là liên hệ hotline để tư vấn và hỗ trợ.